Cho bé về nhà được một ngày thì lại phát hiện ra là bé bị vàng da. Thế là bé lại phải quay lại viện và cách ly với mẹ. Lúc đó là mẹ phải ở nhà, còn bé lại quay lại viện để chiếu đèn mất một tuần liền. Nhớ là 3 ngày đầu khóc suốt, khóc suốt mà cô mọi người lên thì mình lại càng 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 khóc nhiều hơn, tại vì mọi người càng an ủi động viên thì lúc đó mình lại càng Mềm càng tủi thân thì mình lại càng khóc, tại lúc đó nhớ con. Chưa bao giờ mà em cảm thấy là 1 tuần đấy nó lâu đến như thế. yếu. Chắc có lẽ là không có cái cảm giác nào mà bằng cái cảm giác lúc Dạ vâng, thất bại trong thi đấu cũng chưa bằng ngày đấy. Mà em mà xác định quay lại thì là em phải chấp nhận là tham gia cái cuộc tập huấn đó là phải xa nhà. Thì lúc đó thì là em cũng đã đắn đo rất là nhiều, nếu mà lúc đấy em quyết định xa nhà thì em lại phải cai sữa em bé luôn. Thì lúc đó em có nói chuyện với cả chia sẻ với cả bố mẹ chồng, với cả chồng. Lúc đó thì em cũng không còn nhiều sữa nữa. Thì bố mẹ chồng em bảo là thôi con cứ tiếp tục công việc sự nghiệp, em bé ở nhà thì bố mẹ sẽ chăm sóc. Và lúc đó thì em có quyết định là cai sữa luôn và quay trở lại tập luyện để chuẩn bị cho cái SEA Games. Bây giờ mình lùi dần về thời điểm trước đây Lan hả? Mình lùi về hơn 2 năm về trước. Cái ngày đầu tiên khi mà bạn biết tin mình mang thai nó diễn ra như thế nào? Khi mà có kế hoạch kết hôn thì là em cũng đã có sự chuẩn bị để mà xác định là sẽ có em bé ngay. Nhưng mà trong quá trình có em bé thì cũng hơi chậm một tí, khoảng 3 tháng thì mới bắt đầu phát hiện là mình có em bé. Cái ngày mà em cảm thấy là cơ thể mình hơi thay đổi một tí thì là đi thử. Cũng không nghĩ là sẽ là có em bé, tại vì lúc đó là em chưa hề trễ kinh, thấy là mình phát hiện có em bé luôn. Mình vẫn chưa có trễ kinh đâu. Vậy thì cái biểu hiện nào ở cơ thể em mà em nghĩ là mình nên thử que đi? Lúc đó thì em cảm thấy là cơ thể mệt và lúc em buồn ngủ, em ngủ cả ngày luôn. Và lúc đấy là em cứ hay bị chóng mặt, hay bị đau đầu và cảm giác như là không được khỏe mạnh như bình thường nhá. Thì lúc đó là em quyết định thử vui thôi, thử cho vui thôi. Buồn 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 ngồi thử cho vui. Ai dè có thiệt, làm vui thấy mồ, làm vui thấy mồ. Cái ngày mà em thử á thì là nó lại lên một vạch đậm vạch mờ và em cũng không biết là lúc đó là mình liệu mình đã có bầu hay chưa. Thì là có nhắn tin vào trong cái group cả gia đình em ạ, thì là hỏi là như thế này là có hay không có. Thì lúc đấy mọi người ui rồi ôi có rồi có rồi, thế là lúc đó là cũng mới biết là mình có. Lúc đó thì em có đang trong quá trình tập huấn không? Dạ lúc đó thì là em có xin nghỉ để mà có kế hoạch để mà có em bé luôn, tại vì lúc đó chồng em thì hiện tại lại đang không có ở Hà Nội, lại đi công tác ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Thì là em có xin dừng tập luyện và đi vào với chồng. Rồi ơi, nhưng mà vậy thì lúc mà em thử que đó là em đang ở tại thành phố Hồ Chí Minh với chồng mình. Tại lúc đó là em vẫn đang ở trong đó với chồng ạ. Trong đó là trong đây đó em. Mình đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó thì có cấp tập di chuyển ngược về Hà Nội để dưỡng thai, để chăm sóc thai kỳ không? Dạ có, em biết là mình có bầu luôn thì em có ở lại với chồng đúng 1 tuần là đi xa luôn. Trong 1 tuần đó người đàn ông ấy có biểu hiện gì? Người đàn ông đó thì mất ngủ ạ. Người đàn ông đó thì mất ngủ ạ. Tại vì Ủa? Em thì ngủ quá vâng, đúng trời. rồi ạ. Tại vì lúc đó là em ngủ nhiều nhưng quên cả ăn luôn. Thế là anh cũng rất là lo lắng. 3 tháng đầu mình có ngán không? Dạ 3 tháng đầu thì em cũng không ăn được nhiều. Tại trước em ăn nhiều quá. Xong rồi đến lúc mà em có bầu thì em không ăn được như trước nữa. Mà thay vào đó thì em lại ngủ nhiều hơn. Mà lại còn sợ, sợ các loại mùi. Ví dụ như mùi hành, mùi tỏi á. Nhiều khi đi qua một nhà ai đó mà ngửi thấy cái mùi đấy thì là chạy luôn. Trời ơi, như vậy là ngán ngán cũng nhiều đó. Em nghén mất 4 tháng, còn xong 4 tháng thì em lại ăn rất tốt. Em tăng tận 23 cân khi mà lúc mà em lên bàn sinh ạ. Em tăng 23 cân. Vâng. Con em năm nay 20 tháng. 20 tháng mà em đã ốm như vậy. Người ta phải đi đâu kiếm ạ? Đừng thắc mắc ạ. Nợ nước, tình nhà, quằn nặng trên vai. Bạn ấy nhấn mạnh rất nhiều ở đoạn là ăn tốt và ăn nhiều. Chị hỏi thiệt là ví dụ một cái bữa của em là bao nhiêu mà nhiều? Em có thể ăn hết được gần 1 con gà. Và các chị chắc cũng biết là em ăn cũng kinh khủng như thế. Gần 1 con gà. Một buổi sáng với em có trọng thể lượng tầm cỡ 1,5 kg. 1,5 kg. Đúng rồi ạ. Rồi, rồi khoan, rồi có ai cản em không? Khoan, có ai cản em không? Mọi người còn rất là ủng hộ. Tại vì cứ nghĩ là em ăn càng nhiều thì con cũng sẽ khỏe, với cả con sẽ hưởng cái nếp ăn của mẹ. Một buổi sáng cái em có thể ăn được 2 bát phở. Nhưng mà trưa thì em có thể ăn được 3 bát cơm. Bây giờ mọi người thì bằng niềm tin yêu đó thì không nói, nhưng mà bác sĩ có rầy không?
trong suốt quá trình em mang bầu thì đi siêu âm thì bác sĩ bảo số cân cũng ổn, nhưng mà đến lúc mà gần sinh khoảng 2 tháng bác sĩ bảo thôi đừng ăn nữa, đừng ăn gì nữa không là phải mổ đấy. Đừng ăn gì nữa là thấy nó nghiêm trọng lắm rồi. Bác sĩ kêu không ăn gì nữa, đừng ăn gì nữa, thay vì kêu đó thôi con giảm tinh bột hay là con giảm đường đi. Còn sao lúc người ta 5-6 tháng bác không có nhầm tầm nhìn xa, bác nhắc người ta tự nhiên còn 2 tháng cuối cho con đừng ăn gì nữa. Đó là chán quá rồi đừng ăn gì nữa, bóp mồm nhá. Thế rồi 2 tháng cuối em phải làm cách nào? Có bóp mồm không? Chị hỏi là có bóp được không? Trời em chị hiểu nhau ghê. Có bóp được không? Hơi đói. Mỗi một nghề nghiệp sẽ có những cái quy chuẩn mình cũng không thể né được. Vậy thì mình biết rằng đợt tới là sẽ có SEA Games. Nói gì nói chứ nếu như mà em sinh con em, bây giờ con được 18-20 tháng thì cái lúc mình sinh thì mình cũng đã hiểu rằng là thời gian cho cái đợt SEA Games sắp tới là nó cận kề. Và đáng lý ra là chúng ta đã phải tổ chức năm ngoái nhưng mà do dịch cho nên mới đến bây giờ mới tổ chức. Đó, thì lúc đó cái áp lực về tập luyện, về thi đấu, về nghề nó có làm cho em cảm thấy hốt hoảng với số cân của mình không? Khi mà sau 1 tháng sinh em bé thì em đã giảm được 10 cân rồi. Chắc là do là lúc đó là mình thức đêm chăm con nhiều, xong rồi trong cái quá trình thai kỳ thì em ăn rất là tốt. Nhưng mà đến khi một cái nước hồng hồng là rỉ ối là đạn đó là con có thể đi sinh, tại vì những ngày đó chị thấy bụng chị nặng lắm. Nhưng dạ không ạ. Nước ối nó có thể có nhiều màu lắm ạ. Nó không có màu hồng ạ. Nước ối em có màu hồng. Sáng hôm đấy khi chị chuẩn bị hành trang đi dậy là thực ra đã rỉ ối rồi em hiểu không? Nhưng vì chị đã có một niềm tin vào mẹ chị là ối phải màu hồng. Mà nước đó nó không phải màu hồng. Chị vẫn đi dậy. Để rồi lên đến Thủ Đức. Trời em biết không? Như ai tạt nguyên một cái xô nước vô người mình. Thì lúc đó chị mới bắt đầu tin không cần biết nó là màu gì, nó đang vỡ ối rồi. Nó đang vỡ ối rồi, nó không cần biết là màu gì hết. Và thế là đi sinh thôi, không nói gì. Không, nhiều khi các mẹ nói chúng ta cũng nên có thêm ý kiến khác. Thế là đó rồi đi. Nhưng mà nước của em thì màu ối đó màu hồng thật, rỉ màu hồng thật. Không ạ, màu vàng. Không ạ, màu vàng. Không ạ, màu vàng. Rồi sao rồi? Mình rồi. Còn nghĩ nữa. Mình đi tiểu. Đúng rồi. Rồi sao? Không nghĩ là mình ngủ mớ xong rồi là mình đấy. Nhưng mà xong rồi cuối cùng là lúc đó là em chồng em đang ngủ quá trời, em lay dậy chồng em đi đẻ thôi. Em bảo đẻ sao lại giờ đấy? Đẻ sao lại giờ đấy? Bao giờ? Ông đảo hỏi câu nãy nha. Kỳ ghê, tôi cũng em chồng ghê lắm. Những cái mẫu câu mà không có vũ trụ nào giải thích được. Em ơi khoan đẻ được không? Sao tự nhiên đẻ giờ này? Ủa ai mà biết nó bây giờ? Bây giờ nào cũng có thể đẻ được mà mấy anh. Một cái nước hồng hồng là rỉ ối là đạn đó là con có thể đi sinh, tại vì những ngày đó chị thấy bụng chị nặng lắm. Nhưng dạ không ạ. Nước ối nó có thể có nhiều màu lắm ạ. Nó không có màu hồng ạ. Nước ối em có màu hồng. Sáng hôm đấy khi chị chuẩn bị hành trang đi dậy là thực ra đã rỉ ối rồi em hiểu không? Nhưng vì chị đã có một niềm tin vào mẹ chị là ối phải màu hồng. Mà nước đó nó không phải màu hồng. Chị vẫn đi dậy. Để rồi lên đến Thủ Đức. Trời em biết không? Như ai tạt nguyên một cái xô nước vô người mình. Thì lúc đó chị mới bắt đầu tin không cần biết nó là màu gì. Nó đang vỡ ối rồi. Nó đang vỡ ối rồi, nó không cần biết là màu gì hết. Và thế là đi sinh thôi, không nói gì. Không, nhiều khi các mẹ nói chúng ta cũng nên có thêm ý kiến khác. Thế là đó rồi đi. Nhưng mà nước của em thì màu ối đó màu hồng thật, rỉ màu hồng thật. Không ạ, màu vàng. Không ạ, màu vàng. Không ạ, màu vàng. Rồi sao rồi? Mình rồi. Còn nghĩ nữa. Mình đi tiểu. Đúng rồi. Rồi sao? Không nghĩ là mình ngủ mớ xong rồi là mình đấy. Nhưng mà xong rồi cuối cùng là lúc đó là em chồng em đang ngủ quá trời, em lay dậy chồng em đi đẻ thôi. Em bảo đẻ sao lại giờ đấy? Đẻ sao lại giờ đấy? Bao giờ? Ông đảo hỏi câu nãy nha. Kỳ ghê, tôi cũng mấy ông chồng ghê lắm. Những cái mẫu câu mà không có vũ trụ nào giải thích được. Em ơi khoan đẻ được không? Sao tự nhiên đẻ giờ này? Ủa ai mà biết nó bây giờ? Bây giờ nào cũng có thể đẻ được mà mấy anh. Rồi em trả lời làm sao? Bảo con nó đòi ra thôi, phải đi thôi. Thế xong rồi, lúc đấy chồng em mới bắt đầu ưng nhở, thôi đi. Thế xong rồi em lại trấn tĩnh là nhưng mà chưa đẻ được ngay đâu, đợi tí, đợi vợ một tí. Thế là bắt đầu lúc đó em lại bắt đầu đi tắm rửa xong rồi make up xinh xinh, thay quần áo đẹp rồi mới bắt đầu lên đường để đi sinh. Chị rất thích tinh thần của em. Mà xưa xưa thiệt không? Dạ xương xương thật. Chứ có nhiều bạn á, lúc nói với tụi chị ở đây là thấy em make up xương xương lắm để em đi đẻ. Xong kể một hồi em biết không, mới biết được rằng là vô tới bệnh viện có ngồi gỡ lông mi giả nữa. Xương xương kiểu gì mà có lông mi giả mọi người. Mà em là xương xương thiệt đúng không? Vâng, xương xương thật. Có kẻ một tí mày đấy cả. Tí son, tí má hồng cho đỡ tái thôi ạ. Hai vợ chồng đèo nhau lên bệnh viện.
Dạ chưa được giờ. Lúc đó bố mẹ chồng à, chưa được giờ, đợi một tí, đợi 5-10 phút nữa cho đến giờ đẹp với hãng đi. Ồ, là giờ nào thì đẹp em? Giờ à, đẹp lúc là đó sao? Là 3 giờ em vỡ ối. Thì là 3 rưỡi là đã cái thứ mọi thứ là đã rất là nhà xanh xong rồi. Thế là bố mẹ chồng em bảo là chưa, con ạ, đợi thêm khoảng 10 phút nữa. Thế là xong em bảo 10 phút nữa à? Và ừ, 10 phút nữa cho đến giờ đẹp. Thì lúc đó chắc là các cụ quan niệm là đi hơn gì đi hơn về kém hay cái gì. Lúc đó thì mới bắt đầu là đúng cái giờ mà hoàng đạo hay sao ấy ạ. Có các cụ mới trả lời được thôi. Vâng. Nhưng căn bản là vì lúc đó em không có đau. Dạ, em cho không nên có em chấp nhận đợi được thêm 10 phút. Trời, chứ lúc đó mà xỉu qua xỉu lại coi thì giờ đó là giờ đẹp, không có đợi thêm một giây nào nữa hết. Rồi đợi. Rồi đến giờ đẹp vẫn chưa đau đâu. Vẫn chưa đau ạ, cứ đi thôi ạ. Xong rồi đến đấy em còn chạy tung tăng cả viện. Xong rồi đến lúc mà các chị là điều y tá mới bảo là em ơi ngồi xe đi vợ ối rồi thì ngồi xe đi. Và không em đi được ạ, và không em cũng ngồi đi. Ngồi đi chị đẩy đi, việc của các chị mà. Em ngồi đi cho chị lãnh lương chứ. Việc của các chị mà. Xong rồi em bảo là ôi nhưng mà em đi lại thì nó dễ sinh. Thế xong lúc đấy các chị mới bảo là ừ thôi được rồi. Thế là em đi phong phong từ đi cầu thang bộ từ tầng 1 lên tầng 3. Là em sinh ở trên tầng 3. Là lúc đó là trời sáng chưa? Dạ trời sáng, lúc đó là 5 giờ sáng rồi. Chắc là khoảng 2 tiếng sau em mới bắt đầu đau. Tầm khoảng 6-7 giờ. Vâng, 6-7 giờ. Nhưng mà em cũng khó sinh, em vẫn chưa sinh ngay được. Thế là kiểu em vẫn chưa mở ấy ạ. Thế là xong bác sĩ cũng lại phải làm giảm đau. Mãi đến 4 giờ chiều em mới sinh được. Là em đau từ sáng đến 4 giờ chiều. Từ khuya. Một ngày đau thì nó cũng không phải là thời gian ngắn. Thế thì cái triệu chứng khó sinh của mình á, mình có được nghe bác sĩ lý giải là vì cái gì không? Lúc đó là cổ tử cung em cũng chưa mở nữa. Xong rồi là lúc đó em cũng hỏi là thế em liệu em có sinh thường được không hay là sinh mổ tại vì em đau như vậy. Thì bác sĩ mới khám thì bác sĩ bảo là cái xương chậu của em rất là tốt thì mà là cố gắng chịu đau để sinh thường, chưa nhất thiết là phải mổ. Nên là 4 giờ chiều là mình vào trong phòng sinh và sinh hay là thực ra đã ở trong cái phòng đó từ sáng chiều rồi? 4 giờ chiều mới bắt đầu đi vào phòng sinh ạ. Nhưng mà 4 giờ vào thì cũng chưa sinh ngay được tại vì là em không biết dặn. Vào các bác sĩ dạy ra quá trời nhưng mà cũng không có làm được á. Là vì em đau quá mà em không làm được. Chắc là do đau lâu quá, xong rồi là cũng mệt nữa, không có sức nữa. Đúng rồi. Chứ những cái câu khẩu quyết trong thể thao đôi khi người ta nghe là người ta phải biết làm theo làm sao chứ. Vâng, đúng rồi ạ. Xong đến khi mà em bé ra rồi bác sĩ còn trêu, bác sĩ còn nói một câu là to như con voi mà không biết dặn, to như con voi mà không biết dặn. Bác sĩ body shaming tụi con. Kiểu như quen. Thế nên là bác cũng hay chê ấy ạ. Ý là thể trạng như vậy nè mà cái chuyện kia nhiều khi bác đã quá tin tưởng vào con. Vâng, đúng rồi, lại còn là vận động viên nữa thì bác bảo là không lý do gì mà không thể mà lại khó như thế. Em bé mấy ký? 3.9 ạ. Ít hơn nhỏ đấy. 3.9 nên mãi mới ra được. Em cái khoảnh khắc mà khi con vừa chào đời em gặp con á, lúc đó em nghĩ cái gì và cảm giác em như thế nào? Khi gặp thấy con thì cũng đã thấy vui rồi. Trong đầu cũng nảy ra một cái suy nghĩ là sao con mình không nhăn ra. Không nhăn tại vì có xem các clip trước ấy, là thấy em bé nhỏ sinh ra là phải nhăn nheo. Nhưng mà không nghĩ là con mình 3.9 thì không thể nhăn được. Đúng rồi. Lúc đó không có nghĩ được điều đó. Em ơi, 3.9 là bằng một em bé ở thể trạng bình thường mà trong giai đoạn là sau sinh một tháng đó. Vâng, em cũng quay ra nói với chồng em à, sao nó không nhăn nhở, còn mũi còn thấp nữa tại vì mẹ mũi cao. Vâng, mẹ mũi cao, bố mũi cao. Thế rồi quay ra xong rồi chồng em bảo tập trung nghỉ ngơi đi vợ ơi, tập trung nghỉ ngơi đi, nghệ đi. Lúc đó mình có quay sang mình nhìn cái cảm xúc của chồng mình không? Dạ có, lúc đó em khó sinh thì chồng cũng có ở bên cạnh, cũng bảo là cố lên. Xong rồi con ra đời thì mẹ không chảy nước mắt nhiều bằng bố. Bố nội rất là xúc động, bố nhìn thấy hết thì bố cũng lo lắng tại vì là em mãi mà không sinh được, xong rồi bác sĩ cũng mãi không bắt được em bé ra ấy. Thế là cũng lo lắng thì chồng em cũng xúc động hơn như em nhiều. Chắc có lẽ là lần đầu tiên em thấy chồng khóc. Dạ vâng, đúng rồi ạ. Thế thì em bé 3.9 mà em vỡ ối quá sớm thì hơn 12 tiếng em bé mới ra đời. Vậy thì cái tình trạng sức khỏe của em bé nó có tốt không? Dạ lúc đó thì em bé là cũng phải có bác sĩ can thiệp một chút xíu tại em bé cũng hơi bị ngạt một tí. Và lúc đó là cũng phải test bé để cho bé khóc. Thì bé ra là bé cũng chưa có khóc ngay. Trời ơi, nghe cái hành trình của bạn này sao nó giống mình quá. Con chị cũng 4 ký, chị cũng sanh thường. Và cái hành trình mà từ lúc mà chị rỉ ối cho tới lúc chị sanh là gần 40 tiếng được. 40 tiếng? Phải hơn 36 tiếng chị nằm ở trong phòng sanh. Mà cứ nằm đó cứ đợi thôi.
đợi rồi đến khi mà bắt đầu bác sĩ cho rặn thì cũng rất là lâu em bé mới ra. Đối với bản thân chị á, khi mà đang trong cái lúc mà chị rặn hoài nó không ra, chị rất là hối hận. Chị nghĩ là tại sao mình lì quá, mình cứ muốn sanh thường. Tại sao lúc đầu mình không chỉ định mổ đi thì con mình nó an toàn hơn. Cho nên khi mà ngay tại cái khoảnh khắc đó là chị hối hận vô cùng và chị cố gắng để đưa con ra. Và khi con ra được rồi là chị thở phào nhẹ nhõm, con nó sống, chị rất là sợ luôn. Thì chị nghĩ cảm giác của em lúc đó nó cũng tương tự như vậy. Rất là xúc động bởi vì nó tương tự như hành trình của chị vậy đó. Trong bệnh viện là có quá nhiều người chăm sóc, có y tá chăm sóc mình đúng không? Nhưng khi về nhà thì sao? Cái hành trình mà nuôi con nó như thế nào nè? Khi mà em về nhà, ngay sau bé về nhà được 1 ngày thì lại phát hiện ra là bé bị vàng da. Thế là bé lại phải quay lại viện và cách ly với mẹ, lúc đó là mẹ phải ở nhà. Còn bé lại quay lại viện để chiếu đèn mất 1 tuần liền. 1 tuần? Sao em phát hiện ra bé vàng da? Lúc đó là có y tá về nhà tắm cho bé ạ, thì là cô cũng bảo là em bé bị hơi có hiện tượng vàng da. Thì lúc đó thì bố em bé đã cho em bé đi vào viện khám, thì là có làm một số cái kiểm tra thì cái độ vàng da của bé lại cao, tại bé có hiện tượng hơi cả vàng cả mắt nữa. Trời, cái này là xin lỗi chút xíu là bệnh viện quá ảo. Bệnh viện trước khi trả em bé về bệnh viện kiểm tra chưa kiểm tra? Dạ vâng. Và hàng ngày thì là bố em bé cứ đi làm về là lại phải mang sữa lên viện để cho bé. Lúc đó thì 1 tuần của em nó dài lắm ạ. Nhớ là 3 ngày đầu khóc suốt mà cô mọi người lên thì mình lại càng khóc nhiều hơn, tại vì mọi người càng an ủi động viên thì lúc đó mình lại càng mềm yếu, càng tủi thân thì mình lại càng khóc. Tại lúc đó nhớ con, chưa bao giờ mà em cảm thấy là 1 tuần đấy nó lâu đến như thế. Chắc có lẽ là không có cái cảm giác nào mà nó bằng cái cảm giác đó. Dạ vâng, thất bại trong thi đấu cũng chưa bằng ngày đấy. Thất bại trong thi đấu chưa bằng là thấy. Ngày xưa em cứ nghĩ là cái thất bại trong thi đấu là đã làm cho em cảm giác như là đi vào bế tắc rồi. Đi vào bế tắc rồi, nhưng mà cái khoảnh khắc mà con không được gần con khi mà vừa mới sinh ra thì em còn cảm thấy rất là kinh khủng hơn. Cũng khó để có thể nói cái nào hơn cái nào, nhưng mà rõ ràng là lúc trước em thấy sự thất bại đó là tất cả những gì được coi là suy sụp nhất. Dạ. Bởi vì đơn giản là mình chỉ ở trong vai trò vận động viên. Cuộc đời mình lúc đó được coi là tất cả sự quan tâm. Đến khi con ra đời thì con là tất cả sự quan tâm của mình. Thế thì sau đó đón con về thì sao? Sau khi đón con về thì là lúc đó mới cảm thấy là mình cảm thấy nó được nhẹ nhõm hơn. Tại vì cũng rất là thương con, vừa mới sinh ra đã phải xa mẹ như thế. Đến khi mà bé về với mẹ rồi thì lúc đó thì lại chuyển sang một cái trạng thái là bỡ ngỡ. Tại vì lúc đó lại bắt đầu làm quen là bé như thế nào, rồi thay bỉm như thế nào để không làm cho bé đau. Hoặc là từ em lại cho bé ti mẹ hoàn toàn nữa, lại còn chưa biết cách để làm thế nào để cho bé ti ngậm đúng vào cái khớp nữa. Đến lúc đấy mới lại bắt đầu cái hành trình làm mẹ. Cái lúc mà trước khi mà em mang bầu á, là em xin nghỉ để mà mình có em bé, thì em dự định, cái lúc mà em xin nghỉ là em dự định là khoảng bao nhiêu lâu khi có em bé thì mình quay trở lại với tập luyện? Theo đúng cái dự tính ban đầu của em sẽ là 6 tháng. 6 tháng là em đã quay lại tập. Là lúc đó mình chưa mang bầu. Và mình cũng chưa có đẻ con để mình thao tác, mình biết chăm con nó như thế nào. Thế thì khi mà mình đã mang bầu sinh con thì lúc đó cái hạn mốc 6 tháng trong đầu em nghĩ là nó còn khả thi không? Dạ không, lúc đó thì em lại nghĩ là mình lại muốn rời cái việc tập ra nuôi ra thêm một thời gian nữa, để là thứ nhất là mình có thời gian chăm sóc con để con cứng cáp hơn. Với cả mình lại quen với cái việc của làm mẹ rồi, khi mà mình lại muốn quay trở lại thì mình cảm thấy nó lại có một cái sự gì đó hơi bỡ ngỡ nhanh quên. Và cũng có một chút gì đó hơi e ngại. Tại lúc đó mình cảm thấy như là sức khỏe của mình cũng sẽ không được như trước nữa. Đến khi nào thì em mới quay lại với cái công việc đó? Khi mà chính thức quay lại là em bé được 1 tuổi ạ. Thì lúc đó tại vì là tình hình dịch cũng vẫn rất là căng thẳng, thế nên là cái kế hoạch quay lại tập luyện của em cũng bị gián đoạn. Rồi đến khi mà mình quay trở lại mình luyện tập thì chắc chắn là cái cảm giác xa con, nhớ con, mỗi một ngày đi tập là nó sẽ rất là nhớ. Chưa kể là mình đi tập được tới giờ con bú là sữa mình bắt đầu nó cũng căng lên đúng không? Thì cái cảm xúc nó như thế nào? Nếu mà em mà xác định quay lại thì là em phải chấp nhận là tham gia cái cuộc tập huấn đó là phải xa nhà. Thì lúc đó thì là em cũng đã đắn đo rất là nhiều. Nếu mà lúc đấy em quyết định xa nhà thì em lại phải cai sữa em bé luôn. Thì lúc đó em có nói chuyện với cả chia sẻ với cả bố mẹ chồng, với cả chồng. Lúc đó thì em cũng không còn nhiều sữa nữa. Thì bố mẹ chồng em bảo là thôi con cứ tiếp tục công việc sự nghiệp, em bé ở nhà thì bố mẹ sẽ chăm sóc. Và lúc đó thì em có quyết định là cai sữa luôn và quay trở lại tập luyện để chuẩn bị cho cái SEA Games.
Hồi xưa khi mình là vận động viên son rỗi, nghề nghiệp và sàn tập là tất cả cái sự hạnh phúc của mình. Mình có thể toàn tâm toàn ý. Nhưng mà bây giờ vũ trụ của mình ở nhà, rồi trên sàn tập, em đã có những cái tháng ngày đó như thế nào? Trong những cái tháng ngày đầu tiên của em cũng rất là khó khăn. Khó khăn cả về tinh thần và cái thể trạng. Cái thể trạng của mình, thể trạng của mình chưa thể đáp ứng ngay được với cả cái yêu cầu chuyên môn lúc bấy giờ. Còn tinh thần thì lúc nào cũng cảm thấy nhớ con và thương con, tại vì phải xa con lúc đó là cũng hơi sớm và phải cai sữa con. Nhưng cái khó khăn đấy thì nó lại tiếp thêm động lực cho em để em mạnh mẽ hơn, để mà mình để chuẩn bị cho cái hành trang của mình thật là kỹ lưỡng để chuẩn bị cho SEA Games. Cái sự xa con này nó phải đáng, nó phải được đền bù xứng đáng vì con. Mặc dù em nói là một năm mình xa con hơi sớm, nhưng với sự phát triển của các bé đó, một năm thì các bé gần như đã có một cái nền rất là nhiều về năng lực nhận thức rồi. Trẻ 6-7 tháng là phân biệt được người lạ, người quen, đã biết được mẹ, phân biệt được mẹ và những nhân vật khác rồi. Thế thì một năm em xa con, thì con em thích nghi với cái việc xa mẹ như thế nào? Lúc đầu cũng rất là khó khăn ạ. Tại vì trong cái thời gian nghỉ dịch ở nhà thì là mẹ lại ở nhà chăm sóc bé gần như là toàn thời gian. Cái lúc mà bé chưa biết lạ thì có bà hỗ trợ. Nhưng mà khi mà mẹ ở nhà nhiều quá thì bé lại theo mẹ rất là nhiều và không theo bà nữa. Bỗng dưng một ngày mẹ đi thì gần như kiểu như là bé cảm thấy hụt hẫng hoàn toàn. Vâng, bé cảm giác như bị rơi vào khủng hoảng. Thời gian đó là cũng rất là khó khăn và cũng rất là vất vả. Bé cũng khóc rất là nhiều. Điều đó kéo theo cả sự vất vả của ông bà. Bé rất là cuối. Và đêm bé nhớ mẹ là đêm bé vẫn dậy khóc 3-4 lần và không đạt được ngủ ấy ạ. Thế là bà nội phải bế cả đêm. Mà bà nội lại còn bị đau lưng nữa. Thế nên là trong cái thời gian đó cũng rất, bà nội cũng rất là vất vả. Em có biết những việc đó không? Dạ có, em biết, tại vì chồng em sẽ không nói ra những cái việc đó, nhưng mà khi mà mình có thời gian ở nhà thì mình sẽ đoán được những cái việc đó. Vậy thì cái chuyến tập huấn đó nó kéo dài trong bao lâu thì để mình sau đó mình được gần con hơn? Dạ 1.5 tháng. 1.5 tháng là một cái hành trình mà nó dài lắm. Cái lúc về gần là vẫn chưa đi thi đấu, chỉ kéo gần cái khoảng thời gọi là cái khoảng không gian tập huấn lại thôi, tức là được gần con. Gần con thì nảy sinh chuyện khác, tại vì cái đứa bé 1 tuổi là nó đã có ký ức rồi. Và nếu như con đã trải qua một cái khoảng thời gian nó không quá dài để có thể quên hẳn mẹ, mà con vẫn còn biết mẹ là ai, để nhìn thấy mẹ là phức cảm hớn hở liền, là như vậy liền, thì em rất khó rời đi sau đó. Vậy thì khi mà tập gần nhà thì sao đi tập? Và buổi sáng khi mà lúc mà em rời đi thì mẹ cũng khóc rất nhiều. Có kiểu trốn không? Có rón rén trốn con ra khỏi nhà vào mỗi sáng không? Dạ có, bé rồi, cũng trốn. Ôi. Trong những ngày đầu mà bé rất là để ý ạ. Khi mà mẹ thấy mẹ bắt đầu thay quần áo thôi là bé đã bắt đầu ra ôm chân mẹ rồi. Trời, biết là mẹ chuẩn bị đi rồi. Là lúc đó là đã phải gọi bà để bà bế em bé ra chỗ khác để cho mẹ đi. Có bao giờ tiếng khóc của con làm em chùng bước không? Dạ có. Có, không những tiếng khóc mà còn những cái lúc mà con bị ốm mà em không có ở nhà. Lúc đó thì em cũng có suy nghĩ là mình có nên tiếp tục hay không, hay là mình nên quay về với con. Nhưng mà lúc đó thì là chồng em cũng có nhắn tin cho em và nói là đi đến bước này rồi không thể quay đầu lại. Đấy, vợ cứ cố gắng làm hết, sống hết tất cả đam mê của mình đi. Ở nhà con ốm thì đã có chồng, có bố mẹ lo. Và em cảm giác như là mình lúc đó thì mình không thể nào mà mình bỏ cuộc được. Bạn làm tôi xúc động quá, dễ thương ha. Thực ra thì sau lưng một người thành công, không cần biết người đàn ông hay người đàn bà, chúng ta luôn cần những cái điểm tựa rất là vững chãi như vậy. Trời ơi, cái huy chương vàng này có vẻ đem về treo cho cả gia đình luôn ấy. Rất là cảm ơn ông xã của bạn vì những cái lời động viên nó rất là kịp thời và đúng lúc như vậy. Chị thể hiện một cái sự ngưỡng mộ dành cho em về cái đầu tiên nó phải là cái lòng yêu nước. Em phải rất là yêu cái đất nước của mình, em mới có đầy đủ cái sự quyết tâm để mà em quay trở lại với sàn tập. Và cái việc mà em phải đánh đổi đó là xa con, và em biết rằng là con em sẽ rất là buồn, rất là hụt hẫng khi không có mẹ. Đó là cái sự ngưỡng mộ mà chị dành cho em. Rất là cảm ơn em vì đã cố gắng hết mình cho Việt Nam để mà đem về cho Việt Nam cái tấm huy chương rất là giá trị. Nó không chỉ đơn giản đó là một trận thắng, mà nó là cả một cái hành trình. Nếu như nhìn trên bục hào quang thì người ta không hiểu được đâu, nhưng mà nếu như hiểu được cái quá trình của một vận động viên thì người ta sẽ thấy rằng là cái sự vinh danh đó đôi khi còn phải làm nhiều hơn nữa nó mới xứng đáng. Đâu có dễ gì mà được ngồi với một vận động viên, một huy chương vàng của Việt Nam để mà gần gũi như vậy, để trò chuyện như vậy. Thì bây giờ em có cái điều gì
nhắn gửi cho ai hay không? Cái huy chương vàng không treo được cho ảnh ở cái bữa nhận giải thì đây, em tranh thủ liền. Thông qua chương trình Chat với Mẹ Bỉm Sữa thì em cũng muốn gửi một lời cảm ơn và một lời biết ơn đến chồng của em và gia đình là đã luôn hỗ trợ và giúp đỡ em để em có thể yên tâm và mang được vinh quang về cho Tổ quốc. Huy chương này là em xin được dành tặng cho tất cả ban huấn luyện, đội tuyển cũng như là chồng và gia đình chồng cùng tất cả mọi người đã quan tâm đến em ạ. Cảm ơn em rất nhiều.